thực phẩm từ chanh lên rồi. Chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay bên mình thả con diều chanh 2m2 cùng với đàn bò D35 7 quả. Ở trên trời đang có ba thực phẩm lên. Hai mươi rưỡi carbon, 25 chín mỹ diều tre. Cáo kêu hơn ở đây. Thực phẩm từ chanh lên rồi. Tiếp theo siêu phẩm nhé, chính mỹ 29 cộng trên bình còi D35 5 chiếc. 35 rồi. 45. Nhanh lên toàn mùi thuốc trừ sâu thôi. Có bộ đàn này của Tường này kêu ác nhất này nhờ. Con này cũng không cứng lắm đâu. Con này không cứng lắm, dễ lên. Tiếp theo siêu phẩm 3 miếng. Thế rồi em ơi, con đang con rúa. Cờ đỏ sao vàng. Đàn D45 7 quả. Tha dài dài ra. Bộ này
có âm D68 à? 68. Diều 38. 6 chức làm lại. Phẩm gió chưa đủ vẫn đang đào anh em nhé. Còn đấy là đéo hơn đâu. Giờ này này đông ạ. Buộc ở đây rồi để cắm luôn ở đây này, cắm đất, cắm ngập cái ống. Bắt đầu đấm nhau. Ua, lên đỉnh quá.